ơi, lại đây chơi tung lá với tớ nào, thích lắm. Tớ đến đây. Tuyệt vời. Bắt lấy này. Bắt chưa. Các bạn nhìn kìa, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nóng quá, không xong rồi Vun ơi, nghĩ cách khác đi. Chúng ta phải đi lấy nước để dập lửa. Các cháu chạy đi đâu mà vội vã thế? Bác Voi ơi, có đám cháy, dập lửa. Hả? Theo bác nào. Siêu quá. Trời hanh khô quá, làm đám lá khô dễ bùng cháy. Các cháu nhớ cẩn thận nhé. Vâng ạ. Bác Voi có chiếc vòi phun nước cứu hỏa thật tuyệt. Vì sao bác dùng mũi hút nước mà không bị sặc thế ạ? Khí quản vừa là thực quản của loài voi thông với nhau, nhưng phần trên của thực quản ở sau khoang mũi có mọc ra một mảnh sụn. Thì ra là hai trong một. Khi cái mũi dài hút nước, nước sẽ chảy vào trong khoang mũi. Do sự chi phối của trung khu thần kinh trong đại não, cơ thịt trong bộ phận họng sẽ co lại, làm cho mảnh sụn ở phần trên của thực quản tạm thời như cái nút đậy của khí quản lại. Nước sẽ từ khoang mũi tiến thẳng vào thực quản, chứ không vào khí quản, và đương nhiên là cũng không thể chảy vào trong phổi. Sau đó, mảnh sụn lại tự động mở ra để đảm bảo cho việc hô hấp được tiến hành bình thường. Wow, quả là chiếc vòi thật đặc biệt.